Hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn PH. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về những cách để bạn có thể kiếm được tiền với Vray và 100 triệu một tháng với Vray có làm được khả thi hay là không. Thì trong video ngày hôm nay, tôi sẽ bật mí tất cả mọi thứ để giúp cho các bạn có thể thành công được trong dự án Vray ngày hôm nay. Và tôi tin chắc rằng những cái điều này tôi chưa bao giờ hoặc là chưa có ai, bất kỳ ai chia sẻ với các bạn những cái điều này ở bên ngoài kia, và đây là những cái bí mật mà không ai sẽ tiết lộ cho các bạn đâu. Thì các bạn hãy xem hết video ngày hôm nay và đừng bỏ qua bất kỳ điều gì trong video này. Và đây cũng sẽ là một cái cơ hội để giúp cho bạn tạo được cái thu nhập ít nhất 100 triệu mỗi tháng. Các bạn có tin không nào? Ok, nếu như các bạn xem video này mà thấy nó có giá trị và hữu ích với các bạn, đừng quên bấm một nút like ủng hộ tôi. Rồi thì bây giờ trong video ngày hôm nay thì tôi đã sắp xếp cái nội dung rất là chi tiết đó và cụ thể dành cho các bạn đây. Trong video trước thì tôi đã làm ra những cái hướng dẫn như sau. Đó là đầu tiên giúp cho các bạn cách để kiếm được tiền với Vray mới nhất năm 2020. Số 2, tôi quay ra một cái video đó là cách để kháng cáo tài khoản Vray khi mà các bạn bị khóa tài khoản như thế nào. Cũng như là trước đây tôi đã làm một cái video vô cùng quan trọng, đó là cái bí quyết để làm sao đó các bạn có thể tuyển được referral của người nước ngoài. Thì cái bí quyết này giúp cho bạn kiếm được 100 triệu một tháng với Vray. Thì ngày hôm nay coi như đây là một cái phần số 2, tôi sẽ giúp cho các bạn có thêm rất là nhiều những cái phương thức mới, những rất nhiều những cái cách mới để bạn có thể thành công được với lĩnh vực Vray ngày hôm nay. Đó, và bạn cũng để ý thấy đấy, trên cái kênh YouTube của Sơn PS nó có một sự khác biệt so với rất là nhiều những YouTuber khác, và đây là điều mà những fan của Sơn có nói và nói lại như vậy. Thì sau đó thì Sơn mới phát hiện ra, thì các bạn để ý mà xem, Sơn không bao giờ chỉ quay một cái video sau đó Sơn kêu gọi các bạn đăng ký đường link của Sơn. Sơn không bao giờ làm như vậy. Mà những cái video của Sơn thì các bạn để ý này, Sơn còn làm ra cả một series, cả một bộ rất là dài tập để hướng dẫn cho các bạn ra được cái kết quả và các bạn kiếm được tiền từ nó. Các bạn thấy không? Đúng không? Các bạn có công nhận với Sơn điều này không? Thì Sơn giúp cho các bạn ra được cái kết quả. Chứ nếu như bây giờ Sơn chỉ muốn tuyển được referral thôi thì Sơn chỉ quay một video sau đó hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản thôi là xong, đúng không ạ? Nên đó, các bạn muốn thành công được trong lĩnh vực này thì các bạn hãy dành ra cái thời gian để mình là học tập cho nó một cách trọn vẹn, sau đó mình thực hành. Thì Sơn tin chắc rằng đối với những bạn học tập rồi sau đó các bạn nó làm thì chắc chắn bạn sẽ ra được cái kết quả thôi. Đây này, đó, thì Sơn đã quay được rất là nhiều những cái video trước rồi. Đó, thì bây giờ là Sơn sẽ đi vào trong cái nội dung video luôn. Thì cái phần đầu tiên đó là cái câu hỏi là tôi đã kiếm được hàng trăm triệu với Vray chưa, mà bây giờ Buffett với các bạn là chỉ cho các bạn cách kiếm được 100 triệu với Vray, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay tôi sẽ giải đáp cho các bạn, đó là các bạn cũng có thể là coi lại những cái video trước đó, đó là tôi đã quay những cái video trực tiếp để rút được tiền về, và đây là không có chỉnh sửa ảnh gì hết, đây là tôi quay video lại cho các bạn đó, về cái quá trình mà tôi rút được tiền về với Vray. Thời điểm trước đây tôi rút được là 2 triệu này, xong 100 triệu này, rồi xong 260 triệu. Và bên cạnh đó thì tôi đã giúp được cho rất là nhiều những học viên trong chương trình là coaching về Affiliate 1:1 của tôi. Thì tôi đã giúp được cho rất nhiều người bạn đây đã kiếm được thu nhập là 300 triệu, 500 triệu, 1 cho tới 2 tỷ một tháng từ cái lĩnh vực này. Thì trong cái tuần này tôi sẽ tổ chức ra một cái buổi, đó là cái buổi phỏng vấn. À, thì tôi để ý rằng các bạn rất là hào hứng với cái việc là phỏng vấn những cái câu chuyện, những cái tấm gương thành công và sau đúc kết ra thành bài học, đúng không ạ? Thì trong cái tuần này thì tôi sẽ làm được cái phỏng vấn đấy. Rồi, thì để trả lời cho các bạn là tôi đã kiếm được hàng trăm triệu ấy chưa, thì tôi xin trả lời với các bạn là trong lĩnh vực này thì tôi đã kiếm được hơn con số 100 triệu với cái Vray rất nhiều lần rồi. Ok, thì bây giờ tôi sẽ đi vào cái phần chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là những cái cách để bạn có thể khả thi và tạo được thu nhập hàng trăm triệu với Vray. Đó, nên nếu như các bạn chưa coi những video trước đây thì mong bạn hãy coi nó lại. Đó, thì Sơn nó sẽ đi vào cái phần thứ hai ở đây. Đầu tiên đó là sẽ chỉ cho các bạn về những traffic miễn phí đó, để bạn có thể bắt đầu được với nó. Thì cái traffic đầu tiên tôi muốn nghi các bạn đó là các bạn có thể là sử dụng cái trang blog đó. Có hai trang, một là trang Public OX và trang thứ hai đó là Medium. Thì cái trang Public OX á, lần trước tôi đã có một cái video tôi hướng dẫn các bạn để các bạn có thể là đăng ký và
xác thực để trở thành quyền tác giả được viết bài trên này. Bạn vừa kiếm được tiền thông qua cái việc là bạn đọc tin tức và bạn viết blog ở trên này. Đó, ngoài ra thì bạn cũng có thể là biến nó trở thành một cái traffic miễn phí để bạn có thể kiếm được tiền với Vray. Tôi cũng đã rút được tiền về trong cái này thành công rồi. Tôi sáng nay tôi đã có một cái bài đăng vào trong group và thông báo với anh em về cái việc là tôi đã rút được tiền trong cái dự án này về. Đó, thì tôi đã có một cái hình ảnh chụp trước đó, các bạn có thể tham gia vào group để các bạn tìm hiểu thêm. Thì bây giờ tôi sẽ nói với các bạn về cái cách mà tôi đang viết blog ở đây. Đây, các bạn cũng có thể là tìm hiểu thêm này. Giả sử đi, bây giờ tôi sẽ vào cái mục cái là your blog. Thì bây giờ là sẽ có một số những cái bài viết mà tôi đã thử viết trước đó rồi, về cách để làm sao đó có thể kiếm được tiền với Ray. Sau đó thì tôi viết bằng tiếng Anh hoàn toàn cho các bạn. Ở đây là tôi viết bằng tiếng Anh hoàn toàn, và các bạn để ý này, ở đây tôi có những cái đường link liên kết, và khi mà các bấm vào đây thì nó sẽ quay ra cái đường link liên kết của tôi trong cái Ray browser. Đây thì bây giờ tôi bấm thử cho các bạn này. Và sau đó thì cái người dùng người ta bấm vào đây thì nó tải về, thì lúc này tôi sẽ có được thu nhập. Thì vừa nãy tôi có chụp lại cái hình ảnh, đây là những cái hình ảnh mà tôi mới làm lại đây trong thời gian gần đây. Thực sự nói là làm lại, bởi vì trước đây thì tôi đã có một cái thời gian rất là dài bị khóa tài khoản vay, nó diễn ra trong vòng 5 tháng và số tiền tôi bị treo cũng tầm khoảng chắc khoảng là khoảng 400-500 triệu các bạn. Thì tôi mới lấy lại được về một nửa thôi, bởi vì tôi có khoảng 9 tài khoản vay trước đó. Tôi đã nói với các bạn trong rất nhiều video trước đó rồi, thì tôi mới khá được về tổng cộng là 5 tài khoản và bây giờ tôi còn khoảng 4 tài khoản nữa đó. Thì hy vọng rằng trong tháng tới thì tôi sẽ mở được hết tất cả những tài khoản còn lại. Thì đây đây là những cái hình ảnh mà tôi mới chụp lại ngày hôm nay, mà thực sự tôi cũng mới bắt đầu làm thôi, cũng mới bắt đầu lại làm thôi. Các bạn nhìn thấy những cái lượt download, và đây là những lượt download mà tôi kiếm được chỉ trong 1-2 ngày thôi các bạn, chứ không phải là trong thời gian quá dài đâu. Đây là sự thật đó, sự thật. Đây tôi cũng chụp lại cho các bạn. Đó, rồi cái trang thứ hai để các bạn có thể làm được đó là Medium đó. Thì bây giờ là các bạn, nếu như các bạn chưa biết cách viết blog, các bạn đã coi lại cái video trước đó, hoặc là tôi sẽ làm được một cái video hướng dẫn chi tiết hơn và sâu sắc hơn cho các bạn về cái cách để viết được blog với cái bài này. Thực sự nói với các bạn rằng tôi không biết tiếng Anh và tôi cũng không phải là một người giỏi về viết lách, nhưng làm sao tôi có thể tạo ra được những cái bài viết mà nó nhìn chuyên nghiệp như vậy. Sau đó thì tôi dẫn dắt và tôi SEO. Thì giả sử đi, ví dụ như bây giờ người ta có thể tìm ở trên Google với cái từ khóa này, hoặc là những cái từ khóa thì nó liên quan chẳng hạn, thì khả năng á, nó sẽ ra được những cái bài viết mà tôi đã viết ở trên cái trang á, là PublicOX đó. Thì bây giờ tôi sẽ qua cái trang khác, tại vì cái bài viết này cũng mới viết thôi, bài viết này mới viết thôi. Đó, thì có khả năng á, thì nó sẽ nằm ở những cái trang trang sau, và sau đó thì cái trang á, được viết được lâu dài rồi thì lúc này nó sẽ lên được cái thứ hạng. Đây bây giờ tôi sẽ thử search cái từ khóa là Publix. Có thể là mình đã tìm một cái từ khóa nó dài quá thì chưa chắc nó đã ra. PublicOX này. Đây thì các bạn cũng có thể nhìn thấy là những cái bài viết trên cái trang là PublicOX thì nó cũng sẽ ra những cái bài viết nói về Vray. Đó, những cái bài viết này của tôi thì tôi mới viết thôi nên có thể là nó chưa ra. Ok, thì bây giờ tôi sẽ thử tìm một cái bài viết khác, bởi vì cái bài viết đó thì nó khá là thông dụng rồi các bạn. Khá là thông dụng. Rồi thì bây giờ tôi sẽ thử tìm một cái bài viết khác nhé. Đây. À, cái này thì lần trước thì tôi đã thử và demo cho các bạn rồi. Đây này, thì bây giờ tôi sẽ tìm cái bài viết này. Thì lần trước thứ hạng của nó rất là cao, bữa nay là mình không có chịu là đi traffic cho nó, hoặc là mình tối ưu cho nó thì có khả năng cao nó bị xuống dưới. Đây 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 đây, xin lỗi các bạn, là hôm bữa là nó trên lên cái trang này, lên cái trang là Medium, các bạn nhìn thấy không ạ? Thì bây giờ đó là cái web thứ hai mà tôi muốn nói cho các bạn, đó là Medium đó. Thì tôi cũng đã sử dụng hai cái trang, đó là PublicSOX và trang thứ hai đó là Medium, và ở trên này bạn hoàn toàn viết được blog miễn phí nha các bạn, viết được blog miễn phí. Các bạn không cần phải mua domain hay là mua hosting, và các bạn sẽ đăng ký một tài khoản miễn phí ở trên những cái trang này và các bạn bắt đầu kiếm được tiền và viết được bài viết ở trên những cái trang này nhé. Thì đây là những cái nền tảng rất là tuyệt vời. Rồi thì cái trang này là trang Medium. Đây bây giờ tôi đang bấm vào và nó đang chạy vào load, chưa thấy nó mở ra. Thì bây giờ tôi sẽ review cho các bạn tiếp những cái trang khác, đó là các bạn có thể đăng bài lên Twitter. Đăng bài Twitter. Ở trên Twitter này thì tôi vẫn chưa có sử dụng nhiều với nó. Tuy nhiên là tôi đang đẩy mạnh hai cái trang này, đó là trang PublicSOX và trang Medium. Đó, thì bạn hoàn toàn có thể dành những cái thời gian để bạn viết được những cái bài viết trên này. Thì đơn giản thôi, bạn viết bài viết ở đây.
Sau đó thì bạn copy cái bài viết đó và các bạn post lên trên Medium. Nhưng các bạn tốt nhất bạn nên sửa cái tiêu đề đi một chút, sửa cái nội dung bên trong một chút. Sau đó các bạn hãy đăng lên, chứ các bạn đừng có copy 100%. Tương tự như vậy, sau đó cũng là cái nội dung đó thôi. Sau đó bạn đã post lên Twitter và sử dụng một cái trang, đó là trang Reddit. Trang Reddit này thì các bạn có thể đăng ký một tài khoản này. Sau đó thì bạn có thể viết bài trong này. Nó cũng giống như một cái mạng xã hội với các bạn. Đây các bạn cũng có thể nhìn thấy này, những cái bài viết ở trước đó, giả sử đi người ta đã nói một cái bài thông báo đó là 380.000 baht mới được thanh toán, và bấm vào đây thì nó sẽ ra những cái thông tin đã thanh toán trước đó. Đấy thì bạn hoàn toàn có thể tìm được những cái bài viết liên quan về Ray earn money ở trên này. Và sau đó cái cách để bạn viết lại ở đây á, tức là bạn có thể là lấy cái đầu của bài này, sau đó bạn nó xáo trộn với cái đuôi ở bài kia, thì bạn nó có thể tạo ra được một cái nội dung bài viết hoàn toàn mới. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy là rất là nhiều những bài viết nói về Ray trước đó rồi. Giả sử bài viết này cách đây khoảng 28 ngày thì hướng dẫn đó là những cái mẹo để làm sao có thể kiếm được tiền với Ray, và sau đó là từng bước, nó bước 1, bước 2, bước 3, bước 5. Sau đó là đây là cái đường link để liên kết tới Ray. Thì bạn hãy dùng những cái trang này để bạn có thể kiếm được tiền với Ray, và đây cũng là những cái traffic khá là tốt để bạn có thể bắt đầu được. Và cũng như là lần trước Sơn mới quay và nói với các bạn một cái điều, đó là kháng cáo về Ray thì đây là một điều rất là quan trọng. Khả năng cao, ngay cả khi bạn làm đúng chính sách với cả Ray và bạn rất là hiểu luật chơi, thì Ray vẫn khóa tài khoản của bạn vì một cái lý do nào đó. Có thể là họ hiểu nhầm, hoặc là cái con bọ, cái robot của Ray nó khóa nhầm tài khoản của các bạn. Thì lúc này bạn sẽ gửi cho họ những cái bằng chứng. Đây là cái bài viết của tôi nói về Ray đây, và đây là những cái người dùng thực của tôi, và tôi cam kết với bạn đó là những cái người dùng thực, tôi không hề cheat hay là tài khoản ảo ở đây. Đó thì tôi gửi cho các bạn những cái bài viết của tôi trong quá khứ. Đó thì đó là một trong những cái cách để làm sao đó bạn có thể kháng cáo được lại với tài khoản Ray thành công. Giả sử đi, nếu như bạn đang bị khóa tài khoản thì bạn hãy coi lại cái video này của Sơn. Sơn đã nói trước đó một cách rất là chi tiết mà Sơn nghĩ là không thể nào mà cụ thể hơn được. Đó nên các bạn thấy được rằng những cái video của Sơn nó vốn rất chất lượng, chứ không phải là chỉ review cho các bạn sau đó các bạn nó tải cái đường link của Sơn về làm gì hết. Đó thì thực sự á, Sơn nó có rất là nhiều những phương án khác nhau để Sơn nó tạo ra được referral, và những referral của Sơn đều là những referral nó đến từ khu vực 5 đô. Đó nên á, cái thu nhập của Sơn rất là lớn trong cái lĩnh vực này, và Sơn còn chỉ lại được cho rất là nhiều học viên của Sơn kèm cặp cho các bạn kiếm được thu nhập vài trăm triệu một tháng từ đó. Rồi, cái kênh tiếp theo đó bạn cũng có thể là tiếp cận được, đó là Instagram. Thì trên Instagram trước đây là Sơn đã làm ra một cái bộ video, nếu như các bạn đã xem về Clickbank trước đó, về kiếm tiền với Clickbank, thì Sơn đã làm rất là nhiều những cái video về hướng dẫn các bạn sử dụng Instagram để các bạn có thể là làm những cái sản phẩm về affiliate. Đó thì bạn đã tận dụng cái kênh Instagram này, bạn có thể tạo ra một cái kênh dành cho cái độ tuổi là được cái đối tượng đó là những cái người mà họ họ đang mong muốn để kiếm tiền affiliate. Đó thì bạn có thể search cái từ khóa đó là earn money cũng được này, earn money, bạn sẽ ra được rất là nhiều những cái nội dung họ nói về những cái từ khóa là về kiếm được tiền. Thì bây giờ là bạn hoàn toàn có thể là sử dụng những cái content này, sau đó là bạn sử dụng một cái chiến lược đó là repost lại cái bài viết, và sau đó để bạn đăng lên ngược lại cái kênh của bạn. Và tiếp theo ở trong cái kênh của bạn thì bạn hãy có một cái đường link, đây chính là cái đường link affiliate, nó sẽ kéo về cái cài đặt về Ray của các bạn. Thì đây là một cái chiến lược rất là khôn ngoan và thông minh. Bạn hoàn toàn có thể kéo ra được những cái lượt traffic hoàn toàn miễn phí. Và đây là những cái vùng họ sẽ giúp cho các bạn kiếm được 5 đô, 6 đô rưỡi, 7 đô rưỡi. Rất là thơm và ngon. Đó, bạn cứ lên cho mình một cái chiến lược và một cái kế hoạch đi. Thực sự có rất là nhiều học viên và rất là nhiều người bạn cũng đã comment vào những cái bài viết của Sơn trước đó ở trong cái group mà Sơn đăng lên. Và các bạn cũng đã khoe cho Sơn những cái thành quả, các bạn cũng đã kiếm được cái thu nhập là vài chục triệu thu nhập mỗi tháng với cả Ray trước đó. Thì bạn cũng có thể là theo dõi những cái thông tin của Sơn công khai mà Sơn đã để lại đường link thông tin ở bên dưới, giống như là group Telegram hoặc là trên fanpage của Sơn, hoặc là trong group mà Sơn thường xuyên Sơn đăng những cái bài viết vào trong này để các bạn có thể theo dõi được hơn. Đấy thì traffic Instagram đây là một trong những traffic vô cùng tuyệt vời, nên bạn nếu như là người mới thì nên tìm lại những video mà Sơn đã quay trước đó. Sơn nói về Clickbank thì cái cách đi Clickbank với cả Instagram thì nó cũng sẽ giống như nhau, thì bạn hãy coi trở ngược lại những video đó trước, bởi vì Sơn đã quay ra một chuỗi những cái video rất là nhiều phần cực kỳ chi tiết, đây các bạn có thể tìm thấy này, rất là nhiều phần rất là chi tiết để các bạn có thể học và làm được theo.
Rồi cái tiếp theo thì bây giờ là cái mạng xã hội Reddit thì Sơn đã nói với các bạn rồi. Dĩ nhiên rằng ở dưới này thì nó còn rất là nhiều cách khác nên Sơn sẽ sử dụng cái từ cái ba chấm ở đây. Cái ba chấm ở đây nó thể hiện rằng nó sẽ không có dừng lại một cái giới hạn nào hết. Nên nếu như bạn dành ra những thời gian để bạn học thêm, bạn trải nghiệm thêm thì bạn hoàn toàn có thể là kiếm được rất là nhiều thu nhập từ đó. Rồi, cái đầu mục thứ hai ở đây đó là bạn hoàn toàn có thể sử dụng là Facebook Group. Thì nếu như các bạn chưa biết cách để sử dụng Facebook Group nào thì Sơn hy vọng rằng các bạn hãy coi lại cái video cũ mà Sơn đã nói về kiếm tiền việc vay, và ở video ở đây này đó là về cái cách để làm sao đó các bạn có thể kiếm được hàng trăm triệu thu nhập mỗi tháng để bạn có thể tuyển được referral người nước ngoài. Các bạn thấy không, cái video đó Sơn làm tới 31 phút cực kỳ chi tiết, nên Sơn mới nói cái video này thì là video chắc là video phần 1, còn ngày hôm nay Sơn nói cho các bạn là video phần 2, nên Sơn sẽ không nói ngược lại cái phần là chiến lược là Facebook Group nữa. Ok, thì bây giờ video của Sơn đang quay tới phút thứ 15. Nên nếu như các bạn đang xem video tới đây mà các bạn đã học được những bài học nào hoặc là bạn có những cảm nhận gì, bạn hãy comment xuống phía bên dưới video, và cũng để Sơn biết rằng các bạn đã xem video tới đây. Không, Sơn nó rất là buồn các bạn. Một cái điều khá là buồn bởi vì sao? Cái thời lượng các bạn xem video á, nó chỉ là trung bình khoảng là 4 phút thôi. Bạn hình dung đi, một cái video mà Sơn nó quay cho tới á, là 20 phút, và cách thời lượng xem trung bình của các bạn đó là chỉ có 4 phút thôi, thì tức là các bạn đã bỏ lỡ ra 16 phút các bạn không xem video, đúng không ạ? Thì bạn hình dung mà xem, làm sao mà chúng ta có thể thành công được khi mà một việc chúng ta làm bỏ giữa chừng. Cái cách mà bạn đã học tập, cái cách mà bạn xem video của Sơn trong cái video ngày hôm nay thì nó cũng sẽ thể hiện ra cái cách mà các bạn đang làm để kiếm được tiền, các bạn đang xây dựng sự nghiệp, các bạn đó là đối xử với những người xung quanh của bạn tương tự như vậy. Các bạn xem có phải như vậy không? Các bạn có phải là những cái người mà mau chán không, mau nản không, dễ bỏ cuộc, và trước giờ các bạn đã bỏ cuộc biết bao nhiêu lần rồi? Các bạn hãy xem lại bản thân mình, xem mình có phải chính là cái người như vậy hay không. Các bạn để ý mà xem có phải không nhé. Đấy, thì trước đây thì Sơn đã dạy cho các bạn rất là nhiều rồi. Thì bây giờ là cái nguyên tắc ở đây đó là không bỏ cuộc các bạn, không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì chắc chắn rằng trong cái quá trình mà các bạn làm nó cũng sẽ có cái khó khăn, có những cái thử thách, có những cái rào cản, thì đó là việc đương nhiên. Sơn có không? Sơn gặp rất là nhiều các bạn. Và những cái lúc mà Sơn gặp như vậy, Sơn không bao giờ mà mình cho phép mình dừng lại, mà mình liên tục tiến lên, và mình liên tục, mình không lùi bước các bạn. Và mình mở những video truyền động lực lên, mình đọc những cuốn sách hay để nó truyền động lực cho mình hơn. Đó, thì kiếm tiền trên online cũng vậy thôi. Nên ngày hôm nay Sơn đang chia sẻ cho các bạn về cái cách để các bạn làm. Tuy nhiên rằng không có ai mà thúc đẩy các bạn, mà đá đít các bạn đâu. Chính các bạn là cái người đá đít các bạn để các bạn làm thôi, đúng không ạ? Bạn chính là cái người mà tạo thu nhập chính trong gia đình của các bạn. Và bạn hãy trở thành người đầu tiên kiếm được nhiều tiền nhất trong cả dòng họ của các bạn đi. Xem rằng người khác có tự hào về các bạn không? Gia đình các bạn có tự hào về các bạn đâu? Không, những cái người hàng xóm xung quanh, rồi vợ con của bạn có tự hào về bạn không? Đó, thì các bạn hãy ngồi và suy nghĩ lại, được chưa? Rồi bây giờ Sơn sẽ nói tới cái phần số 3 ở đây. Đó là thời gian gần đây có rất là nhiều người bạn hỏi Sơn rằng có nên chạy quảng cáo hay không. Thì Sơn nói với các bạn là hai lý do để các bạn không nên bắt đầu. Tuy nhiên rằng thì ở đây cũng có một vài những cái quảng cáo. Thì cái đầu tiên đó là Google hay Bing. Sơn nói với các bạn là rằng thì trước đây cái thời điểm mà Sơn đã làm ở trên cái Brain này thì Sơn có chạy quảng cáo không ạ? Tuy nhiên rằng cái thời điểm lúc đó nó khoảng là rất là lâu rồi. Thì các bạn coi này, những cái video trước đây tôi Sơn làm là cách đây 6 tháng này về Brain này. Đó, cách đây 6 tháng này, cách đây 7 tháng về Brain này. Thì Sơn đã chạy quảng cáo là cách đây là hơn nửa năm rồi các bạn. Hơn nửa năm rồi. Đó, thì cái thời điểm lúc đó nó chạy rất là tốt và không có bất kỳ ai cạnh tranh hết các bạn. Nên á, cái chi phí Sơn bỏ ra rất là ít. Chạy là lãi. Nhưng bây giờ thì sao? Sơn đố các bạn chạy mà lãi được. Bởi vì cái sự cạnh tranh rất là cao. Các bạn có thể lượt download rất là cao, nhưng cái lượt install và cũng như là cái lượt confirm thì dường như nó không có. Các bạn hiểu không ạ? Nên nó chắc chắn rằng các bạn chạy thì cái lý do đầu tiên nó không qua lãi. Và cái điều số 2 ở đây á, đó là cái thời điểm từ tháng 11 trở đi. Đúng thời điểm lúc đó là Sơn bị khóa tài khoản các bạn, bỏ ra mấy trăm triệu để chạy quảng cáo mà sau đó nó bị khóa, và dường như là trong cái thời điểm lúc đó là Sơn không ăn, không ngủ và mình cũng không làm được cái việc gì hết á, bởi vì bị mất tiền các bạn. Và thời điểm lúc đó là bị khóa tài khoản. Đó, khóa tài khoản. Thì lúc đó nó có một cái chính sách. Cái chính sách ở đây đó là các bạn sẽ không được
chạy quảng cáo Ray với cái từ khóa của họ, cái từ khóa của họ. Nên đó, bây giờ nếu như các bạn đã chạy quảng cáo thì các bạn sẽ bị dính hai cái. Nếu như bạn giỏi bạn lách được thì các bạn đã chạy cũng không có lãi. Một cái click như vậy có thể là các bạn phải chi ra 20 30 nghìn trên một click. Mà các bạn hình dung đi, bây giờ một người cài về thành công mà không phải là ai cài về bạn cũng được xác thực mà, đúng không? Đó thì các bạn mới chỉ được là khoảng 20.000 là thấp nhất, còn nó bạn cũng có thể là được 100.000, nhưng mà các bạn nó phải bỏ ra được 30.000 trên một click rồi thì làm sao mà có lãi được. Và trong khi đó là các bạn phải mất 30 ngày các bạn mới nhận được tiền, đúng không? Các bạn xác nhận với Sơn như này không ạ? Và cái điều thứ hai á, là bây giờ họ đã có một chính sách, họ không cho phép bạn nó đẩy cái giá thầu lên, các bạn nó chạy quảng cáo bung ra, thì chắc chắn rằng á, là lúc này á, nếu như các bạn cứ cố tình các bạn làm sai luật thì các bạn bị khóa, và Sơn không thể nào cứu được các bạn khi mà các bạn làm sai luật. Và Sơn đã là người nói trước với các bạn rồi, được chưa? Rồi cái Facebook Ads thì thực sự là Facebook Ads thì Sơn chưa bao giờ chạy qua, nhưng Sơn nghĩ rằng là cái hình thức này thì thực sự nó cũng không có lời, bởi vì chẳng có ai chạy đó. Facebook Ads là cái quảng cáo nó khó điều khiển các bạn. Khó điều khiển đó. Rồi thì đó là những cái mà theo Sơn cái nhận định cá nhân thôi, bởi vì đó là cái tầm hiểu biết của Sơn. Còn nếu như các bạn giỏi hơn, các bạn có khả năng chạy thì các bạn cứ chạy. Còn đối với Sơn thì thực sự là Sơn dừng rất là lâu rồi, và Sơn không có dám để mình thử thách với cái số tiền của mình đang có. Rồi cái số 3, cái mục lớn số 3 ở đây, gần hết video rồi thì các bạn hãy xem hết video này nhá. Rồi thì bây giờ cái điều số 3 đó là cái brain này thì thực sự nó còn kiếm được tiền hay không, và làm thế nào á để các bạn có thể thành công được hơn. Thì Sơn trả lời với các bạn rằng là brain còn rất là ngon, thực sự luôn đó. Bây giờ là trừ khi mà các bạn không chạy quảng cáo thôi, để các bạn bị khóa tài khoản hoặc là các bạn nó bị lỗ đó, thì các bạn nó làm những cái cách mà Sơn đã chỉ cho các bạn rất là nhiều trên này thì các bạn đã có lãi rất là nhiều rồi, hoàn toàn các bạn kiếm được thu nhập hàng trăm triệu một tháng, khả thi. Sơn nói với các bạn điều này là điều khả thi đấy. Thì Sơn nói với các bạn rằng là nó chưa có dấu hiệu dừng lại đâu, nên ai nói rằng Ray toang rồi hay Ray nó sắp dừng lại rồi hay Ray không còn kiếm được tiền nữa thì các bạn nghe một chiều thôi, chứ không nhất thiết là các bạn nó phải là tin 100% đâu. Thì các bạn hãy liên hệ với cả Sơn, bạn hỏi Sơn đi xem còn ok hay không, Sơn gửi cho các bạn những cái bằng chứng thu nhập, và Sơn tin chắc rằng từ cái tháng trở sau đi nữa thì cái thu nhập của Sơn rất là cao, bởi vì cái tháng này Sơn mới bắt đầu Sơn làm, nên là những cái duyệt Ray này á, thì chắc phải đợi đến tháng sau nữa đó, tháng sau nữa thì cái thu nhập của Sơn lúc này mới cao được các bạn. Và tới điểm hiện tại là Sơn đang có một cái đội nhóm, và cái đội nhóm này thì hoạt động bí mật thôi, và Sơn đang triển khai về cái dự án Ray. Sơn cũng tạo ra một cái mục tiêu để giúp được cho những cái thành viên này kiếm một ít nhất thu nhập được 5.000 đô một tháng. Và trong cái nhóm này á, thì không những là có những cái người mới mà còn có những cái thành viên cũ, họ đã kiếm được 300 triệu, 500 triệu, 1, 2 tỷ đó, một tháng với cái brand này rồi. Sau đó thì bây giờ là đang ngồi họp lại với nhau để tìm ra được những cái chiến lược mới, những cái cách thức mới để kiếm được tiền vay và đúng luật. Thì Sơn đã bắt đầu Sơn triển khai cái đội nhóm này. Đó thì các bạn nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể tìm hiểu cái chương trình đó là Money Master 11 của Sơn. Thì Sơn đã kèm các bạn 11, và trong chương trình này thì nếu như các bạn nó muốn miễn phí thì các bạn cũng được thôi. Nhưng nếu ngày hôm nay các bạn nó xác định rằng các bạn muốn có một người thầy dẫn đường, các bạn có một cái đội nhóm để các bạn đi cùng, và các bạn sẽ cùng với nhau chiến những dự án khác. Các bạn nhớ này, Sơn không có chỉ là làm mỗi cái break, và dường như cái dự án nào Sơn cũng kiếm được tiền hết các bạn. Dường như là vậy luôn, là dự án nào Sơn cũng thành công được và cũng tạo được cái thu nhập lớn từ nó, thì các bạn có thể tìm hiểu trước đó nhé. Nhưng video này thì Sơn nói Ray thì Sơn chỉ nói Ray thôi đó. Thì nếu như các bạn đã quan tâm những dự án khác thì Sơn có review chat trên này rồi đấy. Thì Sơn mới nói rằng nếu như các bạn đã thực sự nghĩ rằng đây là một cái nghề của các bạn và các bạn sẽ đi được lâu dài với nó và tạo được cái thu nhập lớn từ đây, cũng như là các bạn sẽ xác định đây là sự nghiệp và các bạn muốn đồng hành cùng với Sơn trong ít nhất một năm tới, thì đây là cái chương trình nó sẽ phù hợp và dành cho bạn. Và chương trình này thì Sơn cũng khuyến nghị những người nào trên 25 tuổi, trên 27 tuổi, những cái người mà đủ sự chín chắn rồi thì các bạn bắt đầu chương trình này thì sẽ rất là phù hợp. Đó, còn dĩ nhiên những cái người bạn trẻ thì Sơn có nhận hay không thì chắc chắn là vẫn có không, nhưng là Sơn sẽ sàng lọc rất là kỹ và Sơn sẽ đặt ra rất là nhiều câu hỏi để Sơn phỏng vấn cho các bạn. Không nhất thiết là các bạn phải có được nhiều tiền thì lúc này Sơn mới nhận các bạn đó, mà các bạn có tiền rồi thì lúc này thì Sơn mới phải trải qua cái phỏng vấn của Sơn thì các bạn mới được vào cái chương trình và học cùng một cái Sơn trong chương trình này nhá. Đó thì các bạn cần phải có số vốn tối thiểu là 50 triệu để bắt đầu được với nó. Nhưng Sơn nói với các bạn thực sự là như vậy này, cái chương trình này nó quá giá trị đi, và Sơn đã nhận thấy được nó giá trị được cách đây cả nửa năm rồi. Đó, cái thời điểm lúc đó là nửa năm, thì lúc đó thì Sơn đã giúp được cho ví dụ như là anh Ngọc, Robert Lee các bạn biết đúng không ạ, rồi rất là nhiều những học viên khác trước đây của Sơn.
đó, từ khóa K1, K2 họ đã tạo được thu nhập rất là khủng rồi. Và sau đó thì bây giờ họ đang đi tiếp với Sơn để chiến những dự án khác nữa để tạo ra được cái thu nhập lớn từ nó. Thì các bạn có ít nhất cái số vốn khoảng 50 triệu để các bạn bắt đầu với nó, thì các bạn hãy liên hệ với Sơn. Sơn có để lại cái Facebook ở phía bên dưới này, các bạn nó chat với cả Sơn ở trên fanpage đó, thì Sơn sẽ trả lời các bạn sẽ nhanh chóng hơn. Đó thì Sơn nó sẽ hỗ trợ cho các bạn để đi cùng với cả Sơn trong 1 năm để giúp cho các bạn tối thiểu thu nhập 5.000 đô. Tất nhiên là các bạn phải là một cái người mà làm việc hết mình đấy, thì các bạn mới tạo ra được cái kết quả nó đột phá như vậy, đúng không? Đó thì đó là cái điều mà Sơn nó muốn dặn dò và chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thì Sơn nó tin rằng sẽ kiến tạo ra được rất là nhiều những cái người bạn máu lửa và tạo được cái thu nhập lớn ở trên internet cùng với nhau chiến những dự án khác nữa, chứ không phải chỉ một đây đâu. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và sẽ còn hẹn gặp lại bạn trong những cái thông tin giá trị tuyệt vời tiếp theo. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.